Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường kết thúc phiên trong một trạng thái điều chỉnh mạnh, áp lực bán diễn ra trên diện rộng của các cái nhóm cổ phiếu khi có khoảng 303 mã cổ phiếu giảm giá chiếm khoảng gần 70%. Cái áp lực bán mạnh nhất nó xảy ra ở thời điểm cuối của phiên giao dịch, và nếu như ngày hôm nay chúng ta không có những cái kế hoạch, chúng ta không có những cái nhìn nhận ra tín hiệu rủi ro thị trường sớm thì có thể đến cuối phiên chúng ta sẽ không bán được những cái vùng giá tốt và gặp phải một tình trạng là kẹt hàng, không kịp cơ cấu cổ phiếu của mình. Ở thời điểm phiên sáng, khi em nhìn thấy một số cái dấu hiệu rủi ro ở thị trường thì em cũng đã báo anh chị em khách hàng là nên bán bớt cổ phiếu ra, và thời điểm đó chính là thời điểm mà chúng ta sẽ bán được những cái vùng giá tốt nhất. Còn đợi đến khi phiên chiều các cổ phiếu lăn ra đỏ mạnh hay nằm sàn mà chúng ta bán, có thể chúng ta lại bán ngay vào những cái vùng đáy ngắn hạn của những cái cổ phiếu đó. Thế chị có thể nhìn thấy được ngay đầu phiên giao dịch vào, là em cũng đã báo anh chị em khách hàng là khoảng 9:18 là em bảo là một số cổ phiếu dòng chứng khoán ngày hôm nay đầu phiên nếu như nó hở gắp FOMO lên thì anh chị có thể là canh để bán bớt ra. Sau đó anh chị ạ, quan trọng là cái tín hiệu sau đó là em nhìn thấy một cái dấu hiệu ở khoảng 9:30 của thị trường ngày hôm nay, em đánh giá nó không được tích cực, là thời điểm đó là thị trường của chúng ta vẫn giữ được một cái sắc xanh nhưng cái cổ phiếu đỏ thì khá là nhiều đấy, nên đây là một cái tín hiệu không thực sự tốt. Và thị trường nếu ngày hôm nay tiếp tục anh chị ạ, không có một trạng thái rút chân, tức là đang đi theo một kịch bản không được tích cực anh chị nhá, nó đi vào một kịch bản tiêu cực, thì nếu như thị trường của chúng ta tiếp tục giảm giá ngày hôm nay không rút chân thì cái chỉ báo MACD nó sẽ tạo ra đỉnh. Và anh chị có thể nhìn thấy những cái quá khứ khi thị trường tạo ra những cái vùng đỉnh của chỉ báo MACD thì sau đó thị trường sẽ điều chỉnh thêm. Đây em nói rõ đây chị ạ. Đấy, nên hiện tại chị em chúng ta sẽ chưa mở mua vội. Đấy, chưa mở mua vội anh chị ạ. Đấy. Và một số dòng như dòng chứng em qua giảm gáp của gap up sớm ấy, ngày hôm nay con nào dẫn gap up sớm thì anh chị có thể cơ cấu hạ bớt cổ phiếu của mình ra. Đấy. Và sau đó là thời điểm khoảng 10:30 thì em cũng báo với anh chị em khách hàng là thêm một cái tin nữa. Và đây là cái tin mà em báo là để bán cổ phiếu anh chị nhá. Đấy, bởi vì em đang nhìn thấy là có một đặc điểm ấy là thị trường đến cái thời điểm khoảng, anh chị nhìn thấy là khoảng thời điểm 10:30 là em đã nhìn thấy là thị trường không được tích cực, là khi mà nó kéo các cái cổ phiếu banh, anh chị ngày hôm nay thấy cổ phiếu banh cũng được kéo rất là tốt đúng không anh chị? Nhưng mà các cổ phiếu khác thì giảm và yếu tố thanh khoản thời điểm đó tuy nhiên nó tăng lên một cách rất là đột biến. Đấy, nên em bảo là anh chị em có cổ phiếu thì nên canh chốt bớt được, phải canh bán ra thôi anh chị ạ. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những tín hiệu xấu trong ngắn hạn rồi. Đấy, và thời điểm đó là dòng bất động sản đang bị bán khá nhanh và dứt khoát. Nếu như chị thấy được thì anh chị biết được thời điểm đó nhóm ngành cổ phiếu bất động sản ấy nó bị bán liên tục, bán một cách rất dứt khoát và nó nhảy cái điểm số rất là nhanh. Thì khi mà anh chị nhìn ra những tín hiệu đó thì chúng ta nên bán bớt cổ phiếu mình ra. Còn đợi đến cuối phiên đấy chị nhìn thấy được nó cũng giảm rất là mạnh. Và nhóm ngành bất động sản chính là nhóm ngành ngày hôm nay nó thể hiện cái trạng thái tiêu cực nhất khi nó giảm điểm rất là mạnh sau quãng thời gian tăng mạnh vừa rồi. Chúng ta nhìn thấy được những con cổ phiếu như Nam Long đúng không ạ? Những con cổ phiếu như Đất Xanh, DG, con cổ phiếu như DG hay con cổ phiếu như HDC nó có một trạng thái là nằm sàn. Con cổ phiếu của Shell của sàn HNX ấy, nó giảm 7,23%. Thì cũng tương tự như là một cái cây sàn trong của sàn HOSE nhá. Đấy, nhóm ngành cổ phiếu bất động sản sau quãng thời gian tăng mạnh thì ngày hôm nay nó là cái nhịp điều chỉnh trở lại. Những con cổ phiếu Novaland thì nó giữ giá tốt hơn một chút khi ngày hôm nay chỉ giảm 2,07 điểm, hay con cổ phiếu Phát Đạt giảm 4,29 điểm. Nhưng nhìn chung nhóm ngành bất động sản chính là nhóm ngành ngày hôm nay tác động tiêu cực đến cái tâm lý cũng như là cái mặt điểm số của thị trường chúng ta. Đấy, chị nhìn thấy được nó đóng góp điểm số giảm thứ hai thôi, chỉ sau nhóm ngành cổ phiếu của ngân hàng. Ngân hàng thực ra nó chỉ cần giảm nhẹ một chút thôi là nó giảm rất mạnh rồi. Đấy, nó đóng góp điểm giảm mạnh rồi. Nhưng nhóm ngành cổ phiếu bất động sản chính là nhóm ngành ngày hôm nay ảnh hưởng tiêu cực nhất đến thị trường. Ngược lại thì chúng ta thấy được những nhóm ngành như nhóm ngành thép sau một cái quãng thời gian giảm điểm liên tục như vừa rồi thì ngày hôm nay nó đã chứng lại được cái đà giảm giá của nó, và nó bắt đầu nó có trạng thái hồi phục xanh lên trở lại. Chẳng hạn như ba con cổ phiếu trong ngành thép mà ai cũng biết đúng không ạ, Hoa Sen này, Nam Kim và Hòa Phát, thì ngày hôm nay đều trong một trạng thái là hồi phục. Nhưng anh chị chú ý, ngày hôm nay nó có hồi phục như vậy thì anh chị chúng ta cũng không nên FOMO mua đuổi sang những cái cổ phiếu của nhóm ngành thép, bởi vì nhóm ngành thép nó chưa đạt được một trạng thái đủ sự cân bằng. Nếu như ngày hôm nay anh chị chúng ta mua có thể chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro mà anh chị cần đợi thêm quá trình nó cân bằng lại phía sau trước khi chúng ta mở mua thì nhá. Nhưng có thể nhóm ngành thép trong cả đoạn vừa rồi thị trường của chúng ta nó vận động khá là tiêu cực, nhóm ngành thép chưa chạy thì có thể sắp tới sẽ đến tiếp tục dòng thép, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nó đã kinh qua rất là nhiều nhóm ngành rồi đúng không ạ, tất cả các nhóm ngành thị trường rồi, và nhóm ngành thép chưa chạy thì có thể tiếp theo sẽ là nhóm ngành thép hoặc nhóm ngành đầu tư công nó sẽ quay trở lại. Khi nhóm ngành đầu tư công ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái giữ điểm tương đối tốt, nếu như chị nhìn thấy thì nó không giảm quá là mạnh đâu, chẳng hạn như con cổ phiếu của FCN nó chỉ giảm 1,73% thôi, nó vẫn đang giữ được một cái nền giá đây, hay những con cổ phiếu như VCG này hay con PLC này nó không giảm điểm quá là nhiều chị ạ.
có những con cổ phiếu như KSP nó vẫn còn giữ được cái sắc xanh đấy, thì chúng ta có thể kỳ vọng là nhóm ngành đầu tư công và nhóm ngành thép nó sẽ quay vòng trở lại cái dòng tiền trong những cái phiên dịch tiếp theo. Và đây là nhóm ngành mà nó đang tạo ra được một cái nền giá tương đối dài đấy chị nhá, nó tạo ra mô hình gãy nền rũ đối với con cổ phiếu của KSP, nó tạo ra mô hình gãy nền rũ đây rồi đấy. Thì anh chị hãy chú ý nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công trong giai đoạn tới khi mà dòng tiền có thể nó lại bắt đầu nó quay trở lại, được chưa? Còn các nhóm ngành cổ phiếu khác trên thị trường của chúng ta ngày hôm nay thì đa số nó trong một trạng thái điều chỉnh, anh chị có thể nhìn thấy màu đỏ đây, nhưng cái mức độ điều chỉnh thì nó sẽ không quá là mạnh, nó chỉ mức độ vừa phải thôi, nó không có trạng thái là cổ phiếu giảm đỏ mạnh hay giảm sàn như nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản ngày hôm nay đấy. Thì các nhóm ngành kia thì nó cũng hưởng ứng theo thị trường nhưng nó không quá là tiêu cực anh chị nhá. Đấy là về vận động của các nhóm ngành và một số cái hành động mà ngày hôm nay em cũng đã thông báo lên cho khách hàng và những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Bây giờ anh chị sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết hơn trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật anh nhá. Trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật thì chúng ta xem liệu sau phiên giao dịch của ngày hôm nay thị trường nó có những cái yếu tố rủi ro gì mà chúng ta cần phải lưu ý và thời điểm nào anh chị em chúng ta có thể quay trở lại thị trường. Đấy, anh chị em chúng ta cần làm gì sau một cái phiên giảm giá ngày hôm nay, có nên bắt cổ phiếu đang rơi hay không? Thì em và anh chị sẽ cùng nhau phân tích. Anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tăng cái tính tương tác kênh của em lên chị nhé. Và anh chị em chúng ta mà trong giai đoạn đầu tư hiện tại chưa xác định được những cái phương hướng giao dịch thì anh chị có thể liên hệ để tham gia vào cái Zoom khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán Techcombank TCB chị nhé. Hoặc anh chị có thể tham gia dưới hình thức thu phí. Thì sau này thị trường đạt một trạng thái cân bằng thì chúng ta lại quay trở lại chúng ta kiếm tiền thôi chị nhá. Còn đến khi mà nó tăng lên một đoạn rồi anh chị em chúng ta lại vào Zoom thì có thể chúng ta lại lỡ nhịp anh chị ạ, lại lỡ nhịp. Thì anh chị có thể nhìn về mặt điểm số giúp em là ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó trong một trạng thái giảm điểm, mặt điểm số cũng khá là mạnh khi nó giảm đâu đó khoảng 11.41 điểm, tương giảm 1,07%, giảm 1,07%. Về cái mặt điểm số thì anh chị thấy được là ngày hôm nay thị trường nó đã chính thức nó thủng đi cái ngưỡng hỗ trợ khoảng giá 1.057 điểm nhé chị nhá. Nếu như đúng ấy thì thị trường của chúng ta nó có một cái vùng hỗ trợ cao hơn ấy, là vùng giá khoảng 1.060 điểm đấy, nhưng mà cái điểm thấp nhất dâu đến đây là khoảng 1.057 điểm. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó đã chính thức nó phá thủng đi cái vùng giá đó, đóng phiên trong một trạng thái là thấp nhất phiên. Tiếp theo anh chị nhìn giúp em là yếu tố thanh khoản. Thanh khoản của ngày hôm nay của thị trường chúng ta thì nó có một cái trạng thái là thanh khoản tương đối là anh chị tương đối là cao. Đấy, một cái phiên thủng đi hỗ trợ và thanh khoản nó có sự gia tăng như vậy thì là một cái phiên thể hiện một cái áp lực bán rất là mạnh anh chị nhá. Chứ nó không phải là một phiên giảm điểm với thanh khoản thấp. Nếu như giảm điểm với thanh khoản thấp thì chúng ta có thể kỳ vọng là một trạng thái là nhịp bia chap hay là một nhịp rũ bỏ. Đấy, nhưng ngày hôm nay giảm điểm với một trạng thái thanh khoản cao như vậy thì có thể đây là một cái trạng thái giảm điểm thực sự của thị trường chúng ta để phá thủng đi cái ngưỡng hỗ trợ 1.057 điểm. Và ngày hôm nay chị cũng nhìn thấy được là thị trường của chúng ta nó với một cái phiên giảm điểm ngày hôm nay nó đã xác nhận cái quá trình tăng giá hồi phục trong ngắn hạn đã kết thúc. Tại vì sao lại như thế? Bởi vì thị trường của chúng ta nó đã rơi ở nhịp số 2. Và anh chị biết được là khi mà cổ phiếu tăng ở nhịp số 2 thì chúng ta sẽ xác định ra một cái chân tăng giá. Còn khi mà thị trường hay một cổ phiếu giảm ở nhịp số 2 thì chúng ta sẽ xác định đó là một cái gì? Nhịp giảm giá. Bởi vì nó tạo ra một cái vùng là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Anh chị hiểu không ạ? Thị trường nó sẽ có một cái vùng khi rơi đây tạo một cái đáy đây, hồi lên bên trên nó tiếp tục tạo ra thì khi đó nó sẽ tạo ra cái vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Đấy là cái trạng thái của thị trường thì nó đã xác nhận ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Nó xác nhận ở phiên dịch của ngày hôm nay là thị trường đã bước vào nhịp rơi số 2. Và khi thị trường bước vào nhịp rơi số 2 thì anh chị có thể nhìn thấy được là nó sẽ tạo ra một cái chen xu thế giảm nhá chị nhá. Thì đấy là cái mà anh chị cần phải lưu ý. Tiếp theo anh chị nhìn thấy được một cái điều là chỉ báo của MACD. Đấy, như đầu video anh chị thấy được là cái chỉ báo MACD thị trường chúng ta ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái là tạo đỉnh. Đấy, tạo đỉnh trong ngắn hạn rồi anh chị nhá. Chúng ta sẽ chưa biết được là nó sẽ tăng hay giảm, nhưng nếu như chúng ta nhìn về cái vùng quá khứ, chúng ta nhìn về những cái trạng thái ở quá khứ thì anh chị thấy được là khi thị trường nó có một cái trạng thái tạo đỉnh đó thì nó sẽ chưa thể lập tức hồi phục ngay trở lại mà nó sẽ vẫn cần thêm quá trình chúng ta gọi là quá trình cân bằng. Đấy, chị có thể nhìn thấy được như đoạn đây nó tạo đỉnh ở đây thì sau đó thị trường của chúng ta nó vẫn phải mất thêm một vài phiên nó giảm, hay thị trường khi nó tạo đỉnh ở đây, được chưa, thì sau đó có thể thị trường nó hồi nhưng mà nó vẫn giảm. Đấy, sau đó vẫn giảm và nó chưa thể kết thúc vào nhịp giảm ngay, được chưa? Anh chị cứ chiếu lịch sử anh chị sẽ thấy được đây, khi thị trường của chúng ta nó tạo đỉnh ở đây trên MACD nó có thể hồi nhưng về sau nó sẽ giảm tiếp, được chưa? Đấy, anh chị cứ mở lên chị xem cho em đây, khi thị trường của chúng ta đạt một trạng thái tạo đỉnh đây thì nó bước vào một nhịp giảm về sau, được chưa?
Nên cái điều mà ngày hôm nay chị nhìn thấy được đó là thị trường nó cũng đã tạo cái đỉnh ở MACD rồi, là một cái dấu hiệu mà anh chị chúng ta cũng phải hết sức là chú ý được chưa? Chúng ta đừng có kỳ vọng là thị trường phải rút chân hay gì cả. Bây giờ chúng ta nhìn một cách khách quan vào những yếu tố kỹ thuật đã giúp em nhá chị nhá. Đấy, chỉ báo MACD nó cũng đang ủng hộ cho một cái xu thế thị trường có thể tiếp tục giảm. Đấy, nên đây là một cái phiên giảm điểm không được tích cực và nó đang đi vào một kịch bản xấu, một kịch bản không được chúng ta mong đợi cho nó. Ở video ngày hôm qua, chị biết được là em đưa ra hai kịch bản mà chúng ta cần phải xử ra sao đúng không ạ? Kịch bản thứ nhất, thị trường ngày hôm nay đầu phiên giảm, cuối phiên rút chân lên bên trên thì chúng ta có thể tham gia ở những nhóm cổ phiếu Tesco. Còn kịch bản số 2 là thị trường chúng ta nó test lại vùng giá 1055-1057 điểm nhưng nó lại bị thủng đi với thanh khoản gia tăng, thì chúng ta sẽ hành động ngày hôm nay sẽ gì? Thì không phải là hành động ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đứng ở bên ngoài thị trường, không tham gia mua vào cổ phiếu, đợi thị trường có quá trình cân bằng. Đấy, đấy là hai kịch bản đấy, chị có thể mở lại video hôm qua chị sẽ biết được. Em nói rất là chi tiết về từng cái kịch bản. Thì ngày hôm nay em cũng không bảo chị em khách hàng là mua cái gì cả anh chị nhá. Đấy, chúng ta khi mà đưa ra kịch bản rồi thì chúng ta sẽ hành động theo những cái kịch bản đó. Còn ngày hôm nay nếu như anh chị em ta mà mua vào cái thì có thể chúng ta sẽ dính vào cái việc thua lỗ trong ngắn hạn rồi. Bởi vì ai mua ban sáng, ai mà bắt ban sáng là chúng ta chắc chắn là sẽ gặp những cái rủi ro rồi anh chị nhá. Đấy. Thì với cái áp lực bán hiện tại và thanh khoản cao thì cái xu hướng tăng giá như vừa em chia sẻ với anh chị những cái tín hiệu rồi, mà bản thân em cũng đánh giá là với những cái thanh khoản cao như vậy thì để thị trường nó quay trở lại một cái xu hướng tăng giá sẽ rất là khó và sẽ rất khó để xảy ra ở cái mặt ngắn hạn. Đấy, và nó sẽ cần nhiều thời gian để nó cân bằng trở lại, tái tích lũy trở lại đã. Nhưng anh chị chú ý nhá, không phải là thị trường không tăng trở lại mà nó không có những nhịp hồi. Có thể trong những phiên tới thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi. Đấy, nếu như thị trường có những cái nhịp hồi đó thì cái hành động của anh chị em chúng ta sẽ là bán bớt cổ phiếu của mình ra. Thì vùng giá chúng ta nên canh để bán bớt ra là vùng giá bao nhiêu? Thế chị có thể biết được là phiên giao dịch của ngày hôm nay khi thị trường nó thủng đi cái ngưỡng hỗ trợ ở cái vùng giá khoảng 1057 điểm đến vùng giá khoảng 1060 điểm thì đó chính là cái vùng giá mà anh chị em chúng ta sẽ canh và chúng ta sẽ bán ra cho em được chưa? Nếu như sang tuần thị trường có khả năng sẽ test về khoảng giá 1057 đến vùng giá 1060 điểm, nếu quá trình hồi phục lên bên trên đó đi kèm với thanh khoản nó trong một trạng thái thấp thì cái hành động của anh chị em chúng ta nên bán cổ phiếu của mình ra. Đấy, thì nó cũng là cái vùng đường của đường MA20 chị đúng không ạ? Nó cũng là đường MA20 hiện tại ở vùng giá khoảng 1058 điểm. Đấy, thì nó sẽ quanh quanh ở vùng giá đó chị nhá. Đấy, khoảng dưới 1060 đến khoảng vùng giá 1057 điểm. Đấy, thì có thể sang tuần thị trường sẽ hồi lên và test lại cái vùng kháng cự đó. Và nếu như quá trình hồi lên với thanh khoản thấp, kể cả hồi lên thanh khoản cao chăng nữa thì anh chị em chúng ta cũng bán ra cho em. Anh chị nhớ cái kịch bản trước đây em trao đổi với anh chị không? Là khi thị trường nó rơi đây này anh chị này. Khi thị trường nó rơi đây thì có phải là em nói với anh chị em chúng ta là sau này thị trường nó có hồi lên cái vùng giá khoảng 1070, 1075, 1080 là chúng ta sẽ bán ra, bởi vì sau đó thị trường nó chắc chắn nó sẽ test trở lại. Và anh chị thấy không ạ? Nó hồi lên đây và nó test trở lại chưa ạ? Đúng, nó test trở lại không ạ? Nhưng quá trình test trở lại nó fail thì chúng ta mới không tham gia được chưa ạ? Đấy là lý do vì sao mà khi chúng ta bán được những cái vùng giá tốt nhất ở vùng giá khoảng 1070, ở vùng giá 1075 đến vùng giá 1080 là chúng ta sẽ tránh được cái nhịp điều chỉnh về sau. Thì đấy là cái nguyên lý vận động của thị trường thôi. Thì có thể trong phiên giao dịch của thứ hai, đấy, có thể chị nhá, thị trường chúng ta nó sẽ hồi nhưng chúng ta vẫn phải chờ đợi quá trình cân bằng phía sau. Đấy, có thể sẽ như sau nhá. Có thể kịch bản thị trường nó sẽ là gì? Nó sẽ quay trở lên và nó có thể thứ hai sẽ chưa tăng, nó sẽ hồi lên một chút, nhưng đến phiên sau đó nó sẽ hồi lên và chạm vùng cản đây. Và quá trình chạm lên vùng cản đó chính là quá trình anh chị em chúng ta sẽ bán ra. Nó giống như cây ở đây chị này. Được chưa? Nó giống như những cây hồi lên ở đây. Và chúng ta sẽ đợi quá trình test lại về sau. Nếu như thị trường của chúng ta test lại với thanh khoản nó thấp thì đó mới là thời điểm anh chị em chúng ta sẽ tham gia, được chưa? Đó mới là cái trạng thái cân bằng của chúng ta tham gia trở lại ở những điểm hướng lên phía sau. Còn thị trường chưa đạt được đó chúng ta sẽ không tham gia, mà anh chị em chúng ta sẽ ưu tiên bán cổ phiếu mình ra. Thì nhớ cho anh em vùng giá khoảng 1000 nhá. Bây giờ sẽ vùng giá khoảng 1057 điểm. Đấy, trên vùng giá khoảng 157 điểm. Vùng giá 1060 thì nó sẽ cứng hơn một chút. Đấy, và chúng ta cần nhìn thấy ở quá trình cân bằng này là gì ạ? Là cái thanh khoản nó phải thấp đi cho em. Nó phải thấp như đây chị này. Những cái vùng đáy phía trước chị đúng không ạ? Thanh khoản bao giờ cũng sẽ thấp. Những cái vùng đáy bao giờ thanh khoản nó cũng sẽ thấp. Còn nếu như thanh khoản nó cao ấy thì là rất rủi ro. Đấy, hiện tại thị trường đang giao dịch ở đây là thanh khoản tương đối là cao. Đấy, bây giờ nó phải thấp đi như những đoạn trước, như những đoạn trước từ chưa chị. Nó phải thấp đi như những đoạn trước. Đấy, thì chúng ta cần nhìn thấy đó chính là cái trạng thái thanh khoản nó phải thấp đi thì chúng ta mới yên tâm để chúng ta giao dịch được, được chưa? Để chúng ta mua mới trở lại được. Đấy, còn nếu như kịch bản xấu sau này thị trường nhé, sau này thị trường không may nó test lại đây này, nó test lại bên dưới này và nó có một trạng thái gì anh chị biết không? Nó có một trạng thái là giảm thủng đi thì nó sẽ rơi về đâu ạ?
thì chúng ta sẽ có những vùng hỗ trợ tiếp theo. Ở đầu tiên là vùng giá khoảng 1040 điểm, tức là một cái vùng giá đây chị này. Đấy, nó sẽ có một vùng giá đây 1040 điểm, và tiếp theo là vùng giá khoảng 1020 điểm bên dưới. Thì vùng giá 1040 điểm ấy chính là cái vùng giá mà trước đây thị trường của chúng ta nhá, nó có tạo ra một cái vùng nền giá đây chị ạ, sau đó bật tăng lên bên trên, sau đó tạo ra được một cái vùng nền giá phía trên, nó bị gãy xuống bên dưới. Thì những cái vùng giá sau khi nó vượt qua thì nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Thì vùng hỗ trợ ngắn nhất của thị trường sẽ là vùng giá khoảng 1040 điểm, được chưa? Sau đó là vùng giá khoảng 1020 điểm. Chúng ta đưa ra vùng hỗ trợ ở đây không phải là gì, là chúng ta mua vào mà chúng ta sẽ quan sát xem quá trình nó phản ứng ở đó ra sao đã. Chúng ta xem quá trình phản ứng, nếu như nó cân bằng được thì chúng ta mới xem xét tham gia, được chưa? Còn chúng ta đưa ra vùng hỗ trợ đây để chúng ta biết được là nếu như thị trường nó thủng đi những vùng hỗ trợ đó thì việc của chúng ta là phải bán tiếp cổ phiếu mình ra, được chưa? Đây là lý do chúng ta đưa ra vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ để chúng ta xác định được là thời điểm chúng ta bán nếu như thủng, còn chúng ta sẽ không dùng để chúng ta mua bán cổ phiếu nhá chị chú cho em. Hai cái vùng hỗ trợ ở khoảng giá 1040 cho đến tiếp theo là giá khoảng 1020 điểm bên dưới. Đấy, còn về mặt ngắn hạn nhất là sang đầu tuần sau. Sang đầu tuần sau thì theo cái quan điểm của em, với một cái thị trường như hiện tại đúng không ạ, với cái áp lực bán vẫn còn với thanh khoản cao như vậy, thì có thể đầu phiên nó sẽ giảm và cuối phiên có thể nó sẽ rút chân. Thì nếu như thị trường hồi lên một giá 1057 điểm thì cái hành động của anh chị em chúng ta là nên hạ bớt cổ phiếu của mình vào, chứ không phải là anh chị thấy cổ phiếu nó rút chân lên và anh chị em chúng ta mua được thì nó sẽ gặp nhiều rủi ro. Nó giống như cái cổ phiếu của Shell ngày hôm nay, khi mà cuối phiên nó cũng có những cái lúc nó rút chân lên bên trên và nhiều anh chị em chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu đã rút chân và chúng ta mua đuổi theo, đúng không ạ? Và khi anh chị mua đuổi theo thì anh chị dính phải một cái nhịp điều chỉnh thực sự. Ở đây chị biết vì sao nó tạo ra một nhịp rút chân ạ? Nó tạo cho anh chị em chúng ta một cái thói quen là bắt đáy, và khi anh chị em chúng ta quen cái việc bắt đáy rồi thì chúng ta cứ tưởng ngày hôm nay nó rút chân như vậy và chúng ta mua vào, và lần này chúng ta đã dính bẫy của nhà đầu tư tổ chức, đúng không ạ? Người ta tạo cho anh chị một cái tâm lý đó chính là bắt đáy cổ phiếu. Thế chị lưu ý cho em điều như vậy nhá. Đấy, chúng ta sẽ không bắt vội cổ phiếu, nếu sang tuần nó có rút chân thì chúng ta cũng cạn, đừng có bắt vội, hãy đợi quá trình cân bằng trở lại thì chúng ta mới nên hành động là chúng ta mua vào nhá. Đấy, thì cái điều kiện thị trường anh chị nhớ cho em là kịch bản có thể thị trường nó sẽ hồi lên cái vùng giá khoảng 1057, vùng giá 1060, không tham gia bán cổ phiếu và sau đó đợi cho em quá trình test trở lại. Nó giống như này, đợi quá trình test trở lại, nếu như quá trình test trở lại và xác nhận những điểm hướng lên ấy, ngày hôm nay thị trường chúng ta phải hướng lên như vậy thì mới tham gia được nhá. Còn ngày hôm nay nó cắm đầu như vậy, nó không đi đúng kịch bản rồi, anh chị xem video của anh chị em chúng ta sẽ hiểu, đúng chưa? Đấy, thì nếu như test về đây và nó hồi lên bên trên là chúng ta sẽ tham gia, và chú cho em yếu tố thanh khoản là phải thấp, đúng chưa? Phải thấp đi, phải cạn kia đi thì mới gọi là quá trình tạo đáy thành công. Đấy, chú cho em yếu tố giá khối lượng như đây chị. Đấy, đây là những cái chia sẻ rất là chi tiết cho anh chị em chúng ta. Đấy, chị chú cho em nhé, bây giờ là có hồi lên cái vùng kháng cự thì cứ ưu tiên hạ bớt cổ phiếu mình ra, không hạ ít thì hạ nhiều, cứ hạ ra đã. Rồi sau này cổ phiếu cân bằng trở lại thì anh chị em chúng ta sẽ tham gia trở lại. Đấy, còn việc mà anh chị em chúng ta bây giờ hỏi là có nên bắt cổ phiếu đang rơi hay không, thì em khuyên chân thành với anh chị em chúng ta là không nên bắt cổ phiếu đang trong quá trình rơi. Bởi vì anh chị em chúng ta mà có bắt thì chúng ta sẽ gặp nhiều rủi ro, bởi vì chúng ta không biết được cổ phiếu sẽ rơi bao giờ. Nhỡ may chúng ta bắt phải những con cổ phiếu yếu, nó rơi thì làm sao, đúng không ạ? Ví dụ như con cổ phiếu của LDG mà chúng ta ngày hôm qua chúng ta chúng ta bắt, đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay chúng ta lại gần thêm một cây sàn nữa và chúng ta không biết nó rơi đến đâu. Đấy, và có rất nhiều nhóm ngành cổ phiếu khác, kể cả nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán đi. Chẳng hạn như ngày hôm qua con VCI nó vừa rơi bên trên này. Đấy, chúng ta cứ tưởng đây là hỗ trợ chúng ta mua vào, thì ngày hôm nay chúng ta cũng bị âm khoảng 3% rồi, đúng không ạ? Nên cái việc mà anh chị em chúng ta hiện tại không nên mua mới cổ phiếu, đúng không ạ? Không nên mua mới, đợi cho cân bằng. Đây, nghe em còn vẽ kịch bản ngày hôm qua con cổ phiếu VCI, đúng không ạ? Đây là cái kịch bản em đang vẽ này. Đấy, nó giảm về đây, đúng không ạ? Đấy, hồi lên cân bằng đây ạ. Nên chị mới tham gia được chưa? Còn bây anh chị em chúng ta mà tham gia quá là sớm thì em thực sự anh chị em chúng ta nó rất là rủi ro. Đấy, cực kỳ rủi ro nhá. Đấy, thì anh chị chú cho em, được chưa? Chúng ta đừng có tham gia vội làm gì cả. Khi là thị trường cân bằng thì anh chị em chúng ta sẽ tham gia. Và thời điểm thị trường bắt đầu tạo ra sự cân bằng là thời điểm anh chị em chúng ta phải đánh mạnh nhất cho em, đánh thật là to cho em. Đấy, như ban đầu sóng anh chị biết không? Là từ thời điểm ở đây, đúng không ạ? Là em đã vào, anh chị biết được là anh chị theo dõi video em vào full margin từ đầu, được chưa? Còn về sau bắt đầu em sẽ cắt margin dần ra và em sẽ thu nhỏ quy mô mình. Thì kể cả những cái nhịp điều chỉnh đây thì em cũng vẫn giữ được những khoản lãi. Còn nhiều anh chị em chúng ta là bên dưới thì đánh rất là nhỏ, là lên bên trên đỉnh bắt đầu thấy dễ ăn, bắt đầu đánh to dần. Và chung quy lại cả một quá trình đi lên đi xuống thì chúng ta lại là những người thua lỗ. Nên cái bài toán quy mô vốn là bài toán rất là quan trọng nhé. Đấy, chị chú cho em cái điều như vậy. Thì thực ra là chúng ta phải đi vốn thật là chuẩn. Đấy, em là em xác định là đầu tiên, đầu sóng cái là phải đánh thật to đã. Rồi sau này thích làm gì này, đấy thì chúng ta mới có những khoản lãi được.
Còn về sau chúng ta đánh to như thì hiện tại thì chúng ta lại gặp phải bài toán là nhiều khi chúng ta mua dọn trước, chúng ta ăn được 10 cổ phiếu, chúng ta ăn được 7 8 cổ phiếu, nhưng dạo này chúng ta chỉ cần sai hai cổ phiếu thôi là chúng ta bay hết cả lại nhá. Đấy là cái lưu ý mà em dành cho anh chị em chúng ta. Còn về các cái nhóm cổ phiếu thì hiện tại nó vẫn cần thêm quá trình cân bằng đấy, anh chị em chúng ta phải nhớ cho em nhá, chưa nên tham gia vội đấy, không nên bắt đáy cổ phiếu đang rơi, hành động rất là quan trọng, đừng có bắt nhá. Khi cổ phiếu cân bằng thì anh chị em chúng ta tha hồ những cái cơ hội lựa chọn đấy. Còn ngày hôm nay con C4G hay là con Gil ấy, thì con Gil thì em vẫn đang giữ anh chị ạ, đấy em vẫn chưa bán. Đấy, nhưng mà cuối phiên nó bị đạp cũng khá là mạnh, nhưng mà điểm mua của em bên dưới này ở vùng giá 20.9 21 ở bên dưới thì nó thực ra nó cũng chưa vi phạm gì, nhưng mà nó giảm như này thì nhìn cũng hơi hãi anh chị ạ. Đấy thì sang tuần xem ra sao đã, nhưng cơ bản khi mình có những cái vị thế tốt thì mình có thể là chống chọi được qua những nhịp điều chỉnh mạnh như ngày hôm nay nhá chị nhá. Đây là một phiên chỉnh rất là mạnh đấy, ngày hôm nay nó đánh ATC như vậy thì em thực sự là em vẫn chưa bán đâu đấy, em vẫn đang giữ anh chị ạ. Đấy mua đây này, có những thời điểm nó lãi được khoảng 8-9% rồi nhưng mà không bán, bây giờ thì lãi không còn được nhiều nữa chị ạ. Nhưng mà vị thế mình tốt thì mình giữ thêm. C4G thì ngày hôm nay hạ một chút thôi đấy, vẫn còn đang giữ anh chị ạ. Bây giờ nó rơi đúng về cái vùng giá 11.9-12 vùng giá vốn mua rồi đấy, sang tuần nó có hồi lên bên trên vùng giá khoảng 12.5 thì cũng sẽ canh bán ra chị ạ. Đấy, nhìn chung là vị thế của mình tốt thì ngày hôm nay thị trường nó có điều chỉnh mạnh như vậy thì vẫn đang là trong một trạng thái là an toàn anh chị nhá. Đấy sang tuần có thể sẽ điều chỉnh như kiểu này chị này. Đấy, thì lại tham gia lại phía sau, nhưng mà hiện tại thì mới hạ một chút thôi, còn vẫn giữ bởi vì nó cũng chưa vi phạm gì anh chị ạ. Đấy, còn những cái cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ phải quan sát thêm thôi chị ạ. Ngày hôm nay là con Pan nổi lên bạn. Đấy thì về những cái mã cổ phiếu thì có thể là sang tuần nếu như thị trường của chúng ta nó cân bằng lại tốt hơn thì em sẽ làm những video để em chia sẻ với anh chị em chúng ta. Anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em anh chị nhá. Rất là mong anh chị em chúng ta sẽ like video ủng hộ em. Và nếu như có duyên, nếu như chị thấy cái phương pháp của em phù hợp với chiến lược giao dịch của anh chị thì chị có thể tham gia Zoom khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCMS để nhận những cái khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu, những cái tư vấn về thị trường, diễn biến về thị trường và những cái hành động của chúng ta nên làm sẽ là gì trong từng cái diễn biến của phiên dịch để chúng ta có những quyết định nó thực sự là hợp lý. Đấy thì anh chị có tài khoản tại Techcombank hoặc là tại công ty chứng khoán VPS cá ID của em là sẽ ok, hoặc là anh chị chúng ta có thể tham gia dưới hình thức Zoom thu phí. Thì hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Chúc anh chị chúng ta sẽ có những cái nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui và có một tuần giao dịch tiếp theo gặp nhiều cái sự may mắn.